Em xin chào toàn thể anh em thân mến trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em giới thiệu toàn thể anh em đến tới cái mô hình cắm cò giả. Thì cắm cò giả để cho anh em săn hay là anh em chơi keo và chơi lưới. Thì đây là cái mô hình cắm cò để cho anh em săn. Đây anh em ạ. Và anh em cắm keo. Thì cái mô hình của nó là cắm con cò nó thưa ra một chút thì nó không gần nhau, thì những con cò có thể là gần nhau quá đá nhau. Đây như cái cắm của em đây. Đây anh em ạ. Thì cái cò của bên em thì họ làm hầu như là bằng xốp đệm hết nhá. Con cò trắng thì làm bằng xốp đệm anh em ạ. Mềm dẻo, bẻ không gãy. Đây là cái mô hình đây anh em. Đây con cò mỏ đen này. Đây, anh em. Đấy. Em bóp cho anh em xem là con cò mỏ đen này nó làm bằng xốp đệm anh em nhé. Cái đầu của nó này không gãy này. Từ thân này, thân cũng làm bằng xốp đệm này anh em ạ. Đây là cái mô hình để cho anh em chơi săn cò và đánh keo. Mô hình rất hợp lý luôn anh em ạ. Anh em nào mà có nhu cầu mua cò giả thì liên hệ bên cơ sở bán hàng của em. Bên em thì ship hàng seri toàn quốc, đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Bóc hàng ra và kiểm tra hàng. Đúng quảng cáo trên video thì anh em nhận, mà không đúng sản phẩm như quảng cáo trên video thì anh em trả lại cho em. Đấy anh em ạ. Rất là thoải mái luôn để cho anh em chơi. Đây là mô hình đây. Ấy, một chú cò lửa vừa bay qua. Đấy, mô hình đây anh em. Chào toàn thể anh em nhé.